Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam trong thế đi cũng dở, ở không xong trong ASEAN. Một số diễn biến mới đây kịch tính trong nội bộ của ASEAN có thể đẩy nhóm này đi đến nguy cơ tan rã, hoặc vì những con ngựa trứng như kiểu Myanmar hay Campuchia mà sau lưng đều có bóng dáng của bàn tay lông lá Bắc Kinh. Tác giả Trần Đông Nga có bài bình luận về khả năng tiến thoái lưỡng nan của Việt Nam trong thế cờ khó xử này. Năm Nhâm Dần sẽ chứng kiến những cơn vật vã mới của ASEAN. Một ASEAN X có nguy cơ bị vô hiệu hóa. Qua con bài Hun Sen, Trung Quốc có thể làm cho tổ chức này rối loạn thêm. Rồi đây sẽ chỉ còn lại một ASEAN 7 hay vẫn còn ASEAN 9 là câu hỏi được đặt ra. Nếu Campuchia, Lào, Myanmar rời khỏi ASEAN, Việt Nam sẽ tính sao đây? Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Thủ tướng Campuchia đã mở đầu nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN bằng chuyến thăm cấp nhà nước tại Myanmar mà dư luận cho rằng đó chính là một cuộc đảo chính ngoại giao. Đây là hình ảnh ông Hun Sen được thống tướng Myanmar trải thảm đỏ tiếp đón. Một chính quyền đảo chính bằng bạo lực quân sự như Myanmar hiện nay không được bất cứ quốc gia nào công nhận ngoại trừ Campuchia. Ông Hun Sen muốn đảo ngược cái công thức ASEAN X mà tổ chức này đã áp dụng tại các cuộc họp cấp cao của khối trong năm 2021. Điều này đã gây ra những chỉ trích công khai và quyết liệt từ những thành viên nòng cốt trong ASEAN. Tuy nhiên, cái cách mà Campuchia phản ứng theo kiểu giận quá mất khôn đối với các chỉ trích đã khiến giới quan sát phải nghĩ đến nhiều kịch bản. Trong đó có cả kịch bản xấu nhất là ASEAN có thể sẽ là tan đàn xẻ nghé trong tương lai. Tờ báo Khmer Thai vào ngày 11 tháng 1 năm 2022 đã phản pháo phê phán của Singapore đối với chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Hun Sen là lỗ bịch, mất lý trí và không công bằng. Singapore luôn luôn hành động như thể họ là chủng tộc thông minh nhất của Đông Nam Á. Vẫn theo tờ báo chính thống của chính phủ Campuchia, Singapore đang xúc tiến chương trình công khai loại Campuchia, Lào và Myanmar ra khỏi các nhóm các nước giàu hơn. Campuchia thậm chí còn vạch lưng ăn vạ khi cho rằng sự chia rẽ trong ASEAN sẽ kéo dài từ lâu. Các quan chức Singapore chỉ muốn ASEAN chỉ có 7 thành viên mà thôi. Họ quên rằng chính Indonesia và Malaysia cũng đã từng muốn đuổi Singapore ra khỏi khối. Cách tiếp cận của Campuchia với Myanmar từ đầu đã bị lên án vì nó chẳng khác gì với cách mà ASEAN đã thực hiện trong năm 2021 dưới sự chủ trì của Brunei khi áp dụng bước đi chưa từng có. Đó là cấm cửa các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính Myanmar tham gia cuộc họp của khối. Đây là hình ảnh quốc vương Brunei. Việc cấm cả này diễn ra công khai dù có sự vận động của Bắc Kinh trước thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc. Cùng với việc tẩy chay hội nghị Siem Reap trong 2 ngày 18 và 19 tháng 1, đây không chỉ là thất bại chính sách cái gậy và củ cà rốt từ Trung Quốc mà còn là biểu hiện về sự trưởng thành của ASEAN, dám bám trụ và dám giữ vững các nguyên tắc đã thỏa thuận, không để Trung Quốc gây chia rẽ nội bộ của khối. Có lẽ Campuchia đã đúng khi khẳng định ASEAN đã bị chia rẽ nhiều về vấn đề, chứ không chỉ vì thái độ đối với tập đoàn quân phiệt Myanmar. Trong một diễn biến liên quan đến hành tung của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 12 tháng 1 năm 2022 đã công bố báo cáo mới nhất bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm cả đòi hỏi về vùng nước lịch sử mà Bắc Kinh vẫn áp dụng đối với đường đứt khúc 9 đoạn chiếm đến 90% diện tích của Biển Đông, trong đó có cả vùng biển của Việt Nam. Báo cáo có tên là các giới hạn trên biển dài tới 47 trang. Cũng chính vì Trung Quốc múa cây gậy vườn hoang như thế trên Biển Đông, cho nên Indonesia đã lên kế hoạch mời 5 quốc gia thành viên của ASEAN gồm Brunei, Philippines, Malaysia, Singapore và Việt Nam tham dự một cuộc họp vào tháng 2 tới để thảo luận về một phản ứng chung trước sự lộng hành ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Và dường như ngọn cờ băng đung lại một lần nữa vẫy gọi. Indonesia tuy không có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc nhưng đang nỗ lực hình thành một tập hợp lực lượng mới. Đây là hình ảnh hội nghị cấp cao lần thứ 18 phong trào không liên kết họp ngày 26 tháng 10 tại thủ đô Baku của Azerbaijan. Ngọn cờ băng đung còn có tên là phong trào không liên kết là một trong những phong trào lớn nhất trên thế giới
đấu tranh cho quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng trong quan hệ quốc tế cũng như cho hòa bình, an ninh và phát triển. Đây thực sự là một thách thức khó vượt qua đối với nền ngoại giao của Việt Nam và của một số nước thành viên khác. Liên quan đến vấn đề Myanmar, lẫn hồ sơ về Biển Đông, lập trường của Việt Nam đáng ra phải tỏ mặt anh hào trong khối. Nhưng rõ ràng là Việt Nam đang không chỉ để mất vai trò dẫn dắt mà còn rơi vào tình huống trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Việt Nam không dám lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar, không chỉ vì nể mặt kẻ đứng đằng sau chính biến mà ai cũng biết đó là Trung Quốc. Nhưng cũng không chỉ vì Trung Quốc mà Việt Nam còn vì hàng tỷ đô la chính quyền Hà Nội đã đầu tư cho Myanmar thông qua tập đoàn Viettel. Trong vấn đề Myanmar, rõ ràng do bị vướng vào làm ăn với tập đoàn quân phiệt khá sâu, cho nên Việt Nam không thể tiên phong như Indonesia. Còn trong vấn đề Biển Đông, do bị bóng của Trung Quốc đè quá nặng, nên cũng ấp úng trong việc hoan nghênh sự thay đổi trong lập trường của Mỹ về Biển Đông. Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ sắp tới, các nước trong khối, đặc biệt là Việt Nam, lại một lần nữa đứng trước thử thách cam go. Việt Nam chấp nhận ASEAN 9 như một sự đã rồi, tức là cương quyết loại Myanmar ra khỏi khối hay theo chân của Campuchia để làm hài lòng Trung Quốc cũng là câu hỏi đang được đặt ra. Đây thực sự sẽ là phép thử lớn đối với bản lĩnh ngoại giao của Việt Nam. Cái khó của Việt Nam không chỉ ở tình thế đi cũng dở, ở không xong trong ASEAN. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 21. Cái khó còn ở chỗ Việt Nam phải đối mặt với lập trường không thống nhất của các cường quốc, chưa hẳn đã thực sự muốn ASEAN trục xuất Myanmar ra khỏi khối. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2022, trang mạng Bloomberg.com đã đăng tải phân tích của cựu Tổng thư ký ASEAN Kim Jong nói với nội dung Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ nhìn thấy mặt bất lợi trong một tình huống lộn xộn như hiện nay. Các ông lớn muốn ASEAN phải tự giải quyết lấy cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Nhưng giải quyết như thế nào thì vẫn chưa có giải pháp rõ ràng. Năm ngoái, ASEAN đã phá vỡ các quy tắc lâu nay về việc tránh can thiệp vào các vấn đề trong nước khi sự phẫn nộ của quốc tế gia tăng về số người chết sau cuộc đảo chính tháng 2 năm 2021. Đã có khoảng 1.500 người biểu tình đã thiệt mạng kể từ khi cuộc đảo chính và Sangui đang đối mặt với 6 năm tù giam và các nhóm sắc tộc vũ trang đã vận động chống lại chế độ, làm tăng nguy cơ xung đột dân sự toàn diện. Súng lớn của Trung Quốc đồng thời trong lúc này cũng đang chĩa ngay vào mông của Việt Nam. Bài bình luận của Lê Minh Nguyên đang trên báo Tiếng Dân được chia sẻ như sau. Theo báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ cho biết, các tàu nạo vét đã được phát hiện ngoài khơi căn cứ hải quân Riem của Campuchia, nơi Trung Quốc đang tài trợ các hoạt động thi công và sẽ cần có các cơ sở cảng nước sâu hơn để các tàu quân sự lớn hơn có thể cập cảng. Mỹ cũng lên tiếng nhắc lại những lo ngại nghiêm trọng của họ về hoạt động thi công và sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Riem. Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải nói rằng việc nạo vét các cơ sở cảng nước sâu hơn sẽ là cần thiết để các tàu quân sự lớn hơn cập cảng tại Riem và là một phần của thỏa thuận bí mật giữa Trung Quốc và Campuchia mà các quan chức Mỹ đã báo cáo đã nhìn thấy vào năm 2019. Đây là hình ảnh cầu cảng tại căn cứ hải quân Riem của Campuchia. Thỏa thuận cho phép quân đội Trung Quốc tiếp cận căn cứ và đổi lại Campuchia nhận được tiền tài trợ, cải tiến các cơ sở. Tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng Tim Pech cho biết Trung Quốc sẽ giúp hiện đại hóa và mở rộng Riem. Tổ chức IMTI cũng cho biết thêm hình ảnh vệ tinh thương mại vào ngày 16 tháng 1 cho thấy hai tàu nạo vét và xà lan thu gom cát đã được nạo vét. Tổ chức này nói các hình ảnh khác cho thấy cả hai tàu nạo vét đến từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1. Sự việc này cũng được nhìn thấy trong một bức ảnh đăng trên trang Facebook của ông T-Pex sau chuyến thăm Riem vào ngày 18 tháng 1 của ông. Tổ chức này nói rằng công tác này đã có thể đánh dấu một sự nâng cấp đáng kể về năng lực của căn cứ. Vùng nước nông xung quanh Riem có nghĩa là nó hiện chỉ có thể tiếp cận được các tàu tuần tra nhỏ. Một cảng nước sâu sẽ khiến nó trở nên hữu ích hơn rất nhiều cho hải quân Trung Quốc với các tàu quân sự cỡ lớn. Tổ chức IMTI nói các hoạt động thi công vẫn tiếp tục bên bờ với việc giải phóng mặt bằng ở một số địa điểm ở phía tây nam của căn cứ kể từ mùa thu năm 2021 và nói việc này và việc nạo vét cho thấy căn cứ đang được chuẩn bị
cho những nâng cấp cơ sở hạ tầng đáng kể. Và như vậy thì súng lớn của Trung Quốc đã chĩa vào ngay mông của Việt Nam. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Việt Á, giới xã hội dân sự yêu cầu cải cách chính trị để chống lũng đoạn nhà nước. 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập ra tuyên bố kêu gọi xử lý triệt để vụ công ty Việt Á bán bộ xét nghiệm COVID-19 với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực và chất lượng thì không được kiểm nghiệm. Và cũng yêu cầu cải cách thể chế chính trị để chống lũng đoạn nhà nước. Hôm 27 tháng 1, một nhóm các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đồng soạn ra bản tuyên bố chung mang tên Tuyên bố về vụ đại án Việt Á. Đây là hình ảnh ngày 28 tháng 2 tại tượng đài Trần Hưng Đạo, thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cùng các nhà hoạt động xã hội tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung. Nội dung xoay xung quanh sự việc được dư luận cả nước quan tâm về vấn đề công ty do ông Phan Quốc Việt đứng đầu giả mạo tự sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19, sau đó đem bán với giá cao cho các trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cả nước và đưa lại hậu quả cho người đứng đầu các cơ quan này. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hữu Đằng, một trong 6 tổ chức khởi xướng cho biết nguyên do ra đời của tuyên bố này như sau. Sở dĩ mà các tổ chức xã hội dân sự ra cái tuyên bố lúc này, tức là vụ án mà tính chất vụ án đã trở thành cái chuyện lũng đoạn toàn bộ nhà nước rồi, chứ không còn là vấn đề đơn lẻ ở tỉnh này hay tỉnh kia, ở bộ phận này hay bộ phận kia, mà nó trở thành một cái sự cấu kết của gần như cả hệ thống. Và chính cái lũng đoạn nhà nước đấy sẽ là một cái nguy cơ dẫn đến cái chuyện suy vong của đất nước, mà trước mắt nó là một cái tội ác không thể nào tha thứ được, cho nên các tổ chức xã hội dân sự phải lên tiếng. Các tổ chức đồng ký tên vào tuyên bố này nhận định vụ án liên quan đến công ty Việt Á có tính chất lợi dụng thảm họa để làm giàu bất chính và kết luận đây là hành vi bán nước và diệt chủng. Nguyên do dẫn đến tình trạng này, theo những tổ chức khởi xướng tuyên bố, là nằm ở thể chế chính trị, độc tài toàn trị do Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu, dẫn đến việc bộ máy nhà nước bị hư hỏng và trở nên tha hóa. Về vai trò của thể chế chính trị trong việc tạo ra lũng đoạn nhà nước, ông Lê Thần nói tiếp, chúng tôi xác định rằng chính cái cơ chế này, cái thể chế này có hai vấn đề. Thứ nhất là độc tài toàn trị, thứ hai là không nghe phản biện. Đây là hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam một mình một mâm ngồi trên cải hiến pháp để tự giải quyết mọi thứ thay cho người dân. Chính hai cái này dẫn đến chuyện thứ nhất là làm hư hỏng con người vì người ta chọn nên không phải là con người tốt, mà nếu là con người tốt thì cũng không thể hợp tác được với họ. Và thứ hai là cái cơ chế, cách điều hành này thì dẫn đến những sai lầm, hết trên lần này sẽ đến sai lầm khác. Để xử lý dứt điểm vụ án Việt Á cũng như tình trạng lũng đoạn nhà nước, nhóm các tổ chức xã hội dân sự đã đưa ra 5 yêu cầu, trong đó tập trung vào việc xử lý nghiêm minh vụ đại án và cải cách thể chế chính trị. Ở đây người ta muốn thay đổi cái cơ chế mà muốn giải quyết tận gốc cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân đã tạo ra tình hình hiện nay, mà chính cái vụ Việt Á là các biểu hiện rõ nhất về cái cơ chế, cái thể chế hiện nay. Chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cho biết, từ Cộng hòa Liên bang Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài, Chủ tịch Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, bình luận về sự kiện các tổ chức xã hội dân sự trong nước ra tuyên bố kêu gọi thay đổi thể chế chính trị để giải quyết tình trạng lũng đoạn nhà nước như sau. Đứng trước cái thực trạng của đất nước là cái vụ tham nhũng này nó quá lớn, mà như cái bình luận ở trong kiến nghị thì nói đây là một đại án và nó mang tính chất diệt chủng đối với nhân dân Việt Nam, thì tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm như vậy. Và việc các tổ chức xã hội dân sự làm kiến nghị lên chính quyền yêu cầu phải xử lý một cách công khai, minh bạch, rõ ràng, không có vùng cấm đối với những người mà đã liên quan đến vụ đại án Việt Á này, thì tôi cho rằng đó là một cái kiến nghị đúng đắn lúc này. Đây là hình ảnh các bị can đã bị khởi tố bắt giam trong vụ Việt Á. Tuy nhiên, nhà hoạt động kỳ cựu này cho rằng triển vọng để Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện cải cách thể chế chính trị nhằm giải quyết vấn đề nạn tham nhũng là không cao, ông nói. Bởi vì đối với chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam thì ngay từ khi họ cướp chính quyền đến nay bây giờ, họ luôn luôn coi cái việc cải cách thể chế chính trị, tức là phải chấp nhận đa nguyên, đa đảng, sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chính họ.
Cho nên mọi cái sự thay đổi về pháp luật hay kinh tế hay một số phương diện xã hội thì họ có thể chấp nhận, nhưng mà riêng về khía cạnh chính trị thì chắc chắn là họ sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thay đổi đó. Bản tuyên bố của các tổ chức dân sự đưa ra nhận định như sau. Lợi dụng lúc đất nước rơi vào đại họa, nhân dân thì khốn đốn, lầm than. Một số tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã cấu kết chặt chẽ thành một liên minh có hệ thống để làm giàu bất chính bằng thủ đoạn gian dối, buôn lậu, đẩy nhân dân và đất nước chìm sâu trong thảm họa. Đó là hành vi mang tính bán nước, diệt chủng. Đây không chỉ là vụ án tham nhũng lớn mà còn là đại ác có 102 trên đất nước Việt Nam trong thế kỷ thứ 21. Các thế lực tham nhũng bất chấp mọi thủ đoạn đã hành động không chút kiêng dè, như hối lộ công khai bằng phương thức chuyển khoản thay vì đưa lén bằng tiền mặt, cũng không còn mang tính chất riêng lẻ cục bộ mà đã hình thành tổ chức rất tinh vi, chặt chẽ, ăn sâu vào các bộ, các ngành trong hệ thống chính quyền. Để tham nhũng trục lợi bằng cách cướp thời cơ đồng loạt, hành động nhịp nhàng theo kế hoạch đã được hoạch định đến từng chi tiết. Đây là một kế hoạch tham nhũng cực lớn mang tầm võng lũng đoạn nhà nước. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 5 tháng 3 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo công bố bộ kit xét nghiệm của Việt Á phối hợp với Học viện Quân y. Thể chế độc tài toàn trị tạo thế độc quyền cho các cơ quan, tổ chức, nhà nước, trong khi đó lại chấn áp mọi tiếng nói phản biện của nhân dân và các giới nhân sĩ trí thức, là nguyên nhân khiến cho mọi tầng lớp cán bộ nhà nước hình thành băng nhóm thông đồng nhau để xả xẻo tiền ngân sách, tức là tiền thuế của nhân dân đóng góp. Bản tuyên bố đưa ra đây yêu cầu như sau. Vụ Việt Á là tội ác tày trời của các nhóm lợi ích câu kết hình thành sự lũng đoạn trong nhà nước rất nghiêm trọng, phải được coi là một vụ trọng án đặc biệt và rất đặc biệt. Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tự cho mình quyền lãnh đạo tuyệt đối toàn diện đất nước, phải có báo cáo chuyên đề trước toàn đảng, toàn dân về biến cố mang tính chính trị nghiêm trọng này. Phải công khai hóa mọi sự kiện liên quan đến vụ việc test kit COVID-19 của Việt Á, công khai trả lời nhân dân nguồn gốc xuất xứ, nhất là chất lượng thực sự của nó ra sao. Vì sao kết quả của một nghiên cứu khoa học do nhà nước đứng đầu, đầu tư lại được giao cho một công ty tư nhân nhỏ bé đưa vào sản xuất kiếm lời riêng như vậy? Và vì sao sản phẩm này được vội vã công nhận và tạo mọi lợi thế dẫn đến độc quyền lưu hành toàn quốc với giá cao phi lý? Đây là hình ảnh tờ báo của chính phủ Việt Nam ca ngợi Việt Á với bài viết ưu điểm vượt trội của bộ kit xét nghiệm COVID-19 Made in Việt Nam. Truy cứu trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật mọi cá nhân, tổ chức liên quan, đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Học viện Quân y, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chủ tịch nước, Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh CDC và các bệnh viện của 62 tỉnh thành trên cả nước. Việc truy cứu trách nhiệm và truy cứu tội phạm phải được thực hành một cách thật sự nghiêm minh, không có vùng cấm, không có vùng tránh, không kiêng nể cấp cao nhất. Giải quyết tận gốc vấn đề bằng việc khẩn trương cải cách thể chế chính trị, không chỉ loay hoay đốt lò trên ngọn như lâu nay. Nếu không, bọn tham nhũng vẫn sẽ tiếp tục hoành hành bằng đủ mọi loại mưu ma trước quỷ, biến hóa, thiên hình, vạn trạng, sớm muộn cũng dẫn đến ngày tàn của chế độ và đẩy đất nước và con người vào con đường diệt vong. Trước đó vào hôm 16 tháng 1, kênh truyền hình của Thông tấn xã Việt Nam cho phát chương trình nhận diện với tiêu đề đập tan các luận điệu xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước xung quanh vụ Việt Á. Trong đó phủ nhận tham nhũng là vấn đề mang tính thể chế ở Việt Nam và cáo buộc những cá nhân và tổ chức quy trách nhiệm cho Đảng Cộng sản trong việc để xảy ra tham nhũng là xuyên tạc, bôi nhọ và bịa đặt nhằm làm giảm niềm tin của dân chúng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.